Tập 5. Đủ chưa vậy? Còn nữa không? Lần này đủ rồi phải không? Đủ rồi. Được, hai người mau đưa hắn trở về. Bị điên hả? Khó khăn lắm tôi mới thoát được. Anh còn đưa tôi về. Xin lỗi, tôi không có nhận được lệnh là sẽ dẫn anh đi chung. Nhưng rõ ràng anh, rõ ràng Tuấn. Nhưng rõ ràng là anh dẫn tôi đến Trùng Khánh, nên anh phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của tôi. Anh ở Trùng Khánh cũng an toàn lắm mà. An toàn? Anh còn mặt mũi nói nữa hả? Nói sao đi nữa thì anh vẫn còn sống. Nhưng Dư Thứ Quân chết rồi. Rõ ràng là nội bộ quân ống có vấn đề. Tôi về đó cũng sẽ có kết cục như hắn. Nếu tôi mà chết, cho dù các người có đưa hàng đến nơi, không có tôi thì các người làm được gì? Có làm được gì không? Nếu anh muốn kế hoạch này bị chấp điểu thì cứ đưa tôi về. Suy nghĩ cho kỹ đi. Mọi người thấy sao hả? Đại ca, em thấy dẫn theo hắn cũng không có vấn đề gì. Phải đó, hắn nói cũng có lý lắm. Chúng ta tốn nhiều công sức như vậy cũng không thể để hắn chết được. Được, vậy thì dẫn theo luôn. Đợi tới trạm liên lạc Trường Trạch mới báo cáo với sứ trưởng, để sứ trưởng quyết định sự đi ở của hắn. Lên xe, đi thôi. Đại ca, chuyện này anh định báo cáo lại với sứ trưởng thật sao? Nếu cậu muốn chúng ta lên đường không ngừng nghỉ thì phải báo cáo với Trùng Khánh. Anh nghĩ xem Lý Chính Bạch đột nhiên biến mất như vậy, chắc là sứ trưởng đã sốt ruột lắm. Chỉ sợ đám người luôn âm thầm theo dõi chuyện này từ lâu đã biến thành con kiến trong nồi lẩu. Chỉ có thể làm khó sứ trưởng thôi. Bên sứ trưởng thì không có gì đâu. Tôi chỉ đang lo bí mật này sẽ không giấu được lâu đâu. Bên Trùng Khánh cũng đã rối tung lên cả rồi. Tiểu tử này còn có thể ngủ ngon đến vậy, cứ như không có chuyện gì liên quan đến hắn vậy. Anh nghĩ kẻ chuyên gây họa như hắn đi tới đâu quậy phá tới đó. Đội trưởng dẫn hắn theo là phúc hay họa còn chưa biết được. Đại ca, đến đỉnh núi rồi, chắc khoảng 30 dặm nữa thì sẽ tới ranh giới của Thanh Thành. Được, anh Tô, người xe phía trước. Kêu họ xuống xe hết. Kêu họ xuống nghe luôn đi. Chuyện gì đại ca? Nghe Lương Tử giới thiệu tình hình trước đi. Đừng có đứng đó nữa, qua nghe luôn đi. Tôi, các người thương lượng đại sự, tôi không cần phải tham gia đâu. Vậy cũng được, để tôi giới thiệu đơn giản. Chạy khoảng 30 dặm nữa thì chúng ta sẽ đến Thanh Thành. Thanh Thành cách khu thống nhất không quá 100 dặm. Vì vị trí địa lý của nó hơi đặc biệt, nên tuy là nó nằm dưới sự kiểm soát của quốc thống, nhưng thật ra vẫn có một dòng chảy ngầm. Theo anh nói như vậy, vậy tư lệnh đóng quân của Thanh Thành làm ăn gì hả? Tư lệnh của Thanh Thành tên là La Gia Quý, có thế lực rất lớn ở đó. Từ lâu cấp trên đã có ý muốn đổi hắn đi, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, chỉ sợ hắn sẽ kháng lệnh, rất có thể sẽ còn gây ra nổi loạn, nên nhất thời mới không muốn đụng đến hắn. Nếu sau đi nữa thì Thanh Thành cũng là địa bàn của chúng ta, ai dám động thổ trên đầu của Thái Tuế chứ? Nếu nói như vậy, Trùng Khánh còn là thủ đô thứ hai, không phải vẫn rối tung cả lên sao? Lên xe đi. Nãy giờ cô đi đâu vậy? Phụ nữ đi vệ sinh anh cũng hỏi, chưa từng thấy hả? Tôi khinh, ghê chết đi được, hồ ly tinh. Được rồi, tình hình là vậy đó. Tôi đang định cùng Lương Tử vào thành dò thám trước. Vậy số hàng này tính sao? Cậu dẫn theo họ, giấu chiếc xe này vào một nơi bí ẩn trước, rồi trốn đi. Đại ca, cho em vào thành chung với anh đi. Em với cô ấy, ai cho cậu đòi giá trả giá hả? Đây là mệnh lệnh. Tuân lệnh. Vậy đi, Lương Tử, chúng ta đi. Tôi biết anh không muốn ở chung với tôi. Thật ra tôi cũng đâu có muốn. Có giỏi thì chia nhau ra đi đi. Anh trai, đợi tôi với. Mấy ngày nữa, dân thiệu sẽ vận chuyển một số vật tư quan trọng đi ngang qua Thanh Thành. Cấp trên chỉ thị chúng ta phải đảm bảo họ có thể thuận lợi thông qua. Là hàng gì? Bí mật. Ngoài Hồng Quả và dân thiệu ra thì không ai có thể biết được. Dạo này Đa Gia Quý có qua lại rất thân với người Nhật. Tôi lo Thanh Thành sắp sửa có biến lớn. Chuyện này càng nhanh càng tốt. Chừng nào thì họ mới đến? Nếu tôi tính đúng thì hôm nay. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Qua đó xem thử. Bao dây lại. Dạ. Vị quân gia đây, chuyện này là... Trưởng quầy đâu rồi? Trưởng quầy không có ở đây. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Xét cho ta. Quân gia à? Anh Đa, mau chạy đi. Để tôi yểm trợ. Tôi không đi. Chạy mau. Tôi đánh lạc hướng họ. Anh nghĩ cách xông ra ngoài. Mau xông lên. Anh Lý. Lẽ ra của dân Thiệu muốn giao Lý Chính Bạch cho tổ chức đảng ngầm bảo vệ, nhưng là Gia Quốc bị bắt ngoài ý muốn, làm loạn kế hoạch của anh ấy. Anh ấy là phải nghĩ cách khác nữa. Đi điều tra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Báo cáo. Vào đi. Báo cáo tư lệnh. Mới chỉ phá được ổ của đảng Cộng sản, bắt được một tên Cộng sản. Mau, dẫn người vào đây. Dạ, dẫn vào đây. Đây không phải là Gia Quốc sao? Anh, là em. Anh nhìn em đi, cứu em với. Gia Quốc, không phải cậu đi ra ngoài làm ăn sao? Sao lại ở chung với đám người của đảng Cộng sản? Em cũng đâu có biết đâu anh. Em mới về Thanh Thành hôm qua. Lẽ ra muốn nhập một số dược liệu bán ở chỗ của hắn, kiếm thêm chút tiền. Ai ngờ anh xem, đúng là người xui xẻo uống nước cũng mắc nghẹn. Cậu chỉ vì muốn kiếm chút tiền từ dược liệu thôi phải không? Vậy Thanh Thành đầy đường gọi là tiệm thuốc, cậu hợp tác với ai mà không được chứ? Cậu có biết không, tiệm này bề ngoài là bán dược liệu, thực ra là nơi liên lạc của đảng Cộng sản đó. Em đâu có biết đâu anh. Em không biết họ là đảng Cộng sản thật mà. Anh xem, em gặp được anh cũng yên tâm hơn nhiều. Anh thả em ra đi. Thả cậu ra không được. Mặc dù chúng ta là anh em họ, nhưng người làm anh như tôi dù sao cũng là tư lệnh của Thanh Thành. Tôi có chức trách bên người, nên cần phải trừng phạt nghiêm khắc, không thể dung túng cho cậu. Anh à, chúng ta không thể bắt anh em của mình. Vậy đi, vào lao ngục ở 2 ngày đi. Một khi tôi điều tra rõ chuyện của đảng Cộng sản, tôi sẽ tìm lý do thả cậu ra. Không phải, em. Được rồi, cậu cứ yên tâm đi. Một trưởng của lao ngục này là em trai của chị dâu cậu. Trương Phú Hải này thần thông quảng đại, nắm quyền lớn ở trong đó, bảo đảm không để cậu chịu thiệt đâu. Một khi tôi bắt được đám đảng Cộng sản này, tôi sẽ thả cậu ra ngay, dẫn xuống núi. Anh à, đi thôi, nghe lời tôi lệnh đi. Anh à, được vậy mà. Phó quan, dạ. Lập tức căn dặn xuống dưới, nói với các anh em phải lanh lợi một chút. Kể từ hôm nay, toàn thành giới nghiêm, bắt được phần tử nào của đảng Cộng sản, mặc kệ là ai, phát hiện tên nào, bắt tên đó. Sao hả? Đã điều tra rõ rồi. Tiệm thuốc đó là trạm liên lạc của đảng Cộng sản. Không biết vì sao lại bại lộ tin tức, bị La Gia Quý bắt trộn ổ. Nghe nói người bị bắt còn là em họ của hắn. Hắn có phải đảng Cộng sản hay không thì chưa biết. Bây giờ là lúc đảng Cộng sản với đảng Quốc dân hợp tác. La Gia Quý dám gây chuyện như vậy với đảng Cộng sản, chỉ sợ không đơn giản. Ý anh là La Gia Quý muốn tạo phản? Tình hình trong thành ra sao? Toàn thành giới nghiêm, nói phải bắt hết dư đảng. Toàn thành giới nghiêm, chừng nào mới gỡ bỏ lệnh cấm không biết nữa. Bây giờ lối ra vào thành đã bị phong tỏa hết. Chúng ta muốn thuận lợi thông qua cửa ải này, chỉ sợ là không vậy. Xem ra phải nghĩ cách khác rồi. Ai đó? Phiêu phiêu Hạ Sở Tự, thiên địa nhất Sa Âu. Hai người tìm ai? Chào ông. Sa Đà Gia ở đây phải không? Sa Đà Gia gì chứ? Tìm lộn chỗ rồi. Không có. Ông lão à, Sa Đà Gia không ở nhà thì bỏ mặt bạn bè luôn sao? Cậu là người của lão Hà hay là lão Hải? Hà Hải chung một nhà nên không nói hai lời. Chuyển hàng qua Thanh Thành, tôi không thể giúp được cậu. Tại sao? Lão gia không còn nữa. Sa Đà Gia qua đời rồi sao? Vẫn còn sống, nhưng mà cũng không khác gì với người chết. Ông mau kể tôi nghe rốt cuộc có chuyện gì đi. Nhớ lúc đầu Thất Bạch Lưỡng Đạo đương gia đều ăn hết, kiếm được rất nhiều tiền nên bị La gia quý đó canh chừng. Đương gia là rất nóng tính, mắc bẫy của người ta, mới bị tên họ La đó bắt vào lao ngục. Sau đó thì sao? Làm gì còn sau đó nữa. La gia quý nắm được cán của đương gia, ép đương gia hợp tác với hắn. Bây giờ ai muốn vận chuyển hàng gì đều phải thông qua hắn. Trên danh nghĩa thì hắn là người đại diện cho Sa Đà Gia, nhưng thực tế tiền bị hắn chiếm hết thì không nói đi. Nhưng tên khốn này vì muốn khống chế đương gia nên không chịu thả người, nói là hợp tác, thực ra chỉ xem đương gia như là con rối để giao nhận hàng. Ý ông tức là Sa Đà Gia vẫn còn sức ảnh hưởng ở trên giang hồ? Đương nhiên rồi, họ La đó muốn thay thế đương gia đâu có dễ vậy. Được, ông yên tâm, cứ để tôi lo chuyện cứu Sa Đà Gia ra khỏi nhà lao. Cậu có cách thật sao? Yên tâm đi, xin cáo từ trước. Đại ca, anh nói Sa Đà Gia có thể giúp mình vận chuyển hàng ra khỏi Thanh Thành thật sao? Chỉ cần mấy chiều giúp là được. Lợi hại vậy sao? Rốt cuộc ông ấy là? Ông ấy là ông chủ của anh Bảo ở một dãy xuyên du. Chỉ cần là hàng của ông ấy, Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều phải kính nể 3 phần. Nhưng bây giờ ông ấy vẫn ở trong nhà lao. Dù ông ấy ở dưới địa ngục, chỉ cần ông ấy chịu giúp sức thì chắc chắn hàng của mình sẽ có thể ra khỏi Thanh Thành. Vậy bước tiếp theo nên làm sao? Tôi nhớ hình như Ngục Trưởng Điện trong nhà lao Thanh Thành là em vợ của La Gia Quý. Đi. Đại gia của tôi sao bây giờ mới đến hả? Nhớ tôi lắm sao? Ông là thần tài của tôi mà. Không nhớ ông thì nhớ ai chứ? Nhìn xem, đó hoa này là ngôi sao của đoàn kịch Hoài Dương đó. Mắt nhìn của tôi không tệ phải không? Xem ông nói kìa, phụ nữ mà Trương gia đã để ý không sai được đâu. Miệng của cô nạm vàng lên trên đó phải không? Khéo ăn nói thật. Xem ra dạo này làm ăn được lắm. Được khách quý như ông chiếu cố thật sự rất tốt. Nói như vậy con số của tôi cũng nên tăng lên rồi. Đại gia à, ông cứ việc yên tâm đi, không để ông chịu thiệt đâu. Được rồi, chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong rồi. Quy tắc cũ, phòng ở trên lầu. Được, đi thôi, dẫn Trương gia qua đó. Mấy ngày không gặp, nhớ anh không? Không nhớ. Không nhớ hả? Vậy thì anh sẽ làm cho em nhớ anh nhiều hơn. Đáng ghét. Tiểu tử này ở đâu chui ra vậy? Đây là nơi hai người có thể đến được sao? Cút. Trương Phú Hải, Trương gia phải không? Đừng nói nhảm với ta, mau cút đi, nếu không ta không khách sáo đâu. Không nhận ra tôi hả? Xem ra ông đúng là quý nhân hay quên chuyện. Tôi họ Ngũ, 3 năm trước có đến Thanh Thành làm ăn, từng có duyên được gặp mặt ông. 3 năm trước Hôm nay mạo muội đến quấy rầy Trương gia không có ý gì khác. Bao nhiêu năm nay cũng chỉ muốn làm thân với Trương gia hơn thôi. Vô sự hiến ân cần, không phải trộm cũng là cướp. Có chuyện gì muốn cầu xin ta thì cứ nói thẳng đi. Tôi đến chỉ muốn bàn một vụ làm ăn lớn với ông. Làm ăn? Làm ăn gì? Tôi thấy hôm nay không tiện lắm. Hay là giờ này vào ngày mai tôi sẽ đến tìm ông nữa, chúng ta mới bàn tiếp. Cũng mau lẹ lắm. Vậy ngày mai gặp đi, không quấy rầy nhà hướng của ông nữa. Cáo từ. Không tiện. Đại gia, anh quen với họ sao? Anh từng gặp rất nhiều người, làm sao mà nhớ hết được. Nhưng mà ta lại rất nhớ cái này. Đại ca, nhìn mặt tên họ Trương đó đã biết không phải người tốt. Có đáng tin không? Hắn không đáng tin, nhưng tiền đáng tin. Đi thôi, tìm một nơi mua đồ cho họ ăn. Chỉ huy, điện tính của hải tặc. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Ngoài ra, người của chúng ta phát hiện Ngũ Chân Tiệu ở trong thành đã phái người theo dõi hắn rồi. Đã đến lúc thu lưới. Truyền lệnh của tôi, giữ lại hàng với tên họ Lý. Còn những người khác, giết hết không tha. Đại ca đi lâu lắm rồi mà vẫn chưa về. Anh Tu, đi kiếm thêm chút củi đi. Được. Còn không về nữa, chúng ta sắp thành ma đói rồi. Muốn chết thì cũng phải làm ma no chứ. Đại ca về rồi hả? Đội trưởng, cũng mua bánh bao cho mọi người đây. Bánh bao? Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa? Không gấp, tối nay ngủ ở đây, ngày mai mới đi. Tôi không ăn. Sao vậy? Sao không ăn? Không muốn ăn. Có tâm sự sao? Không có. Nói hay không tùy anh. Thanh Thành đang giới nghiêm. Là nhà Quý muốn làm phản sao? Không có, chỉ xảy ra chút chuyện thôi. Còn nhớ quyển mật mã mà tôi kêu anh học không? Trang 43 là cái gì? Liễu diệp viên hình, dương triển xanh, hà khẩu hưu ngụ, khô hồn cốt, khai khẩu hà ba, ca an tranh, trưởng chuyết huân hậu, tuần từ câu. Tốt lắm. Nghỉ ngơi sớm đi. Người của anh có đáng tin không? Anh muốn nói gì? Tôi cũng không biết. Nhưng trên đường đi, tôi luôn có một cảm giác cứ như có ai đó đang theo dõi chúng ta. Anh Tôn, sao lại ngủ ở đó? Lạnh lắm. Anh Tôn, ngủ cũng say thật chứ. Anh Tôn, anh Tôn. Người đâu? Mau qua đây. Có chuyện gì? Người đi rồi. Phát hiện ra hồi nào? Sáng nay thức dậy, tôi muốn đi vệ sinh thì thấy nấy nằm ở đây. Đúng thật là sao chuyện gì cũng liên quan đến anh vậy? Gì chứ? Thế cuộc mới chết có mấy ngày, giờ lại chết thêm một người. Anh nói rõ đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng đụng vào tôi. Đúng là mọi người đều ngủ ở đây. Sao không nói cũng có liên quan đến anh? Liên quan đến tôi hả? Cả đêm tôi ngủ chung với đại ca mà. Ai có thể chứng minh? Anh nói lại lần nữa đi. Được rồi, anh nói đủ chưa vậy? Hồ ly tinh, cô muốn nói giúp cho hắn phải không? Có phải hai người là đồng bọn không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có nói bậy đó. Nếu không tôi không có sáo với anh. Cô đủ rồi. Anh Tôn chết vì bệnh tim. Bệnh tim? Trước giờ anh Tôn vẫn luôn bị bệnh tim. Trước khi xuất phát có nói với tôi đã thấy không khỏe, muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này thì sẽ về quê, tìm một nơi để dưỡng già. Thật không ngờ. Làm xong hậu sự mới nói đi. Nhóc con, tốt nhớ biết điều chút đi, đừng để tôi bắt được anh. Anh Tôn, anh đi nghỉ đi. Thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi đây. Hôm nay còn đi gặp Trương Phú Hải đó không? Hôm nay tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tổ trưởng, Trưởng Nhi. Lương Tử, anh làm gì vậy? Muốn làm gì hả? Anh Lương, anh đã làm gì vậy? Không lẽ anh chính là hung thủ? Tức Nguyệt Lan, những chuyện mà cô đã làm, cô quên nhanh vậy sao? Tôi đã làm gì chứ? Nói đi, sao lại giết anh Tôn? Tôi giết anh Tôn? Sao tôi lại giết anh Tôn chứ? Tôi xin thề với trời đất, Tức Nguyệt Lan tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tổ chức. Nếu không tôi sẽ bị trời đánh. Từ lâu tôi đã nghi ngờ trong tổ hành động có nội gián, nhưng chưa từng nghi ngờ cô. Cũng may bây giờ mất dê xe chuột cũng chưa muộn lắm. Tổ trưởng, anh nói vậy là có ý gì? Cô còn xảo biện. Tên Lý Chính Bạch này có đáng để chúng ta phải tốn nhiều công sức vậy không? Rốt cuộc cấp trên đã giao chỉ lệnh đặc biệt gì cho chúng ta? Hình như là vận chuyển một lô hàng. Là hàng gì? Là một đặc công đã vào nghề được 6 năm. Đi hỏi mấy câu này là có ý đồ gì? Tôi chỉ nhất thời tò mò thôi mà. Vậy sao? Tôi có kiểm tra thi thể của Thế Quân. Hung thủ đã nổ súng ở một cửa ly rất gần. Thế Quân, là anh. Thế Quân, phải xử lý hắn sau đây. Dẫn về tổ hành động để cho đại ca xử lý. Dựa vào thân thủ của Thế Quân, hung thủ không thể nào tấn công ở cự ly gần như vậy, trừ khi hung thủ là người quen của cậu ấy. Tổ trưởng, tôi với Thế Quân quan hệ gì anh còn không biết sao? Đây chính là lý do tại sao lúc đầu tôi không nghi ngờ cô. Thế Quân tốt với cô như vậy, cậu ấy đã nhìn lầm người. Nếu đã nghĩ như vậy, vậy thì tôi cũng hết trách. Vậy cô làm sao giải thích mấy hình vẽ đó? Hình vẽ? Tôi... Cho dù chỗ chúng ta có nội gián, anh dựa vào đâu nghi ngờ đó là tôi? Vì nơi xuất hiện hình vẽ đó đều là nơi mà cô từng đến. Cô đi đâu vậy? Phụ nữ đi vệ sinh, anh cũng hỏi nữa hả? Có cần tôi giải thích thêm nguyên nhân cái chết của anh Tôn không? Trong tổ hành động ngoài cô ra thì còn ai có tóc dài đến vậy? Vì anh Tuân đã nhìn ra âm mưu của cô nên cô mới giết người diệt khẩu. Bây giờ cô còn gì để nói nữa? Ai sẽ khiến cô làm vậy? Tôi bị quan thật mà. Chắc chắn có người đã hãm hại tôi. Anh trai có thể chứng minh cho tôi. Tối qua chúng ta vẫn luôn ở chung với nhau mà. Đừng xảo biện nữa. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Ai phái cô đến đây? Là người của Ung Nguyệt. Cũng tới nước này rồi vẫn còn muốn che giấu. Nếu như tôi nói thật, anh chịu tha cho tôi sao? Cô theo đại ca lâu như vậy còn chưa hiểu anh ấy sao? Được, tôi nói. Người sai tôi đến là mau, qua đó xem thử. Đại ca, có chuyện gì vậy? Rút. Cầm lấy, tự bảo vệ bản thân. Đi. Cản chúng lại. Dạ. Nguy hiểm. Đường Hổ, bảo vệ đế chính bạch, chạy mau. Đại ca, em là người thô lỗ, trời sinh chỉ thích xung phong ra trận. Anh dẫn hắn đi đi, em yểm trợ cho hai người. Vậy không chạy được đâu. Giữ được, đừng coi những gì tôi giải cho anh, sau này phải dựa vào mình rồi. Chạy mau. Chạy mau. Chạy mau. Đuổi theo. Mở đường kiếm hận. đuổi theo. Bên này. Từ từ. Anh sao rồi? Bên đó có sơn động, vào trong xem thử. Từ từ thôi, chân của anh bị thương rồi. Là ý gì hả? Qua cầu rút ván, giết tôi diệt khẩu. Bây giờ chỉ có anh và tôi biết bí mật ở trong rương. Anh có thể giữ bí mật của kế hoạch săn gió không? Nếu anh không tin tôi thì nổ súng đi. Anh đi đi. Anh không giết tôi hả? Giết anh thì có ích gì? Nhưng nhất định phải đảm bảo với tôi, nhất định phải giữ bí mật. Trong cái rương đó, rương cũng mất hết rồi, còn bí mật gì đáng giữ nữa chứ? Số rương mà đám người đó lấy được đều là rương rỗng. Tối qua tôi dẫn đường hổ với mấy cái rương đó ở một nơi bí mật khác. Hèn gì người ta gọi anh là Lão Mao. Đúng là cái đồ gian xảo. Sao rồi? Cầm máu đi. Anh đi đi. Là ý gì hả? Một kế hoạch liên quan đến vận mệnh quốc gia chỉ vì anh mà kết thúc ở đây sao? Sao hả? Muốn thay tôi hoàn thành nhiệm vụ hả? Tôi không có lợi hại bằng anh, nhưng ít nhất tôi cũng có thể về Trùng Khánh báo tin cho họ biết, kêu họ tìm người, tiếp tục kế hoạch này. Không đơn giản vậy đâu. Chính Bạch, anh tưởng đám người đó sẽ không nghĩ đến chuyện chúng ta trở về tìm người giúp sao? Nhưng đường về Trùng Khánh còn là khu quốc thống, người của Ung Ngụy không dám làm thẳng thường vậy đâu. Có lẽ họ không phải người của Ung Ngụy. Vậy họ là ai? Ít nhất, người muốn giết chết Tất Nguyệt Lan để diệt khẩu không phải người của Vạn Lý Nhai. Vậy sẽ là ai đây? Trước mắt chưa thể hạ kết luận, nhưng tôi có lý do nghi ngờ. Người này chắc chắn có liên quan rất lớn đến kẻ bịt mặt ở Trùng Khánh. Có lẽ hắn là người của Ung Ngụy, nhưng cũng có thể không phải. Hơn nữa, nếu tôi không có đoán sai thì chuyện này có người đang đứng sau lưng thao túng. Quản lý cấp cao của quân thống, sao có thể được? Sao lại không thể? Quân thống cũng không phải là một tấm bản sắt. Anh dám chắc. Bây giờ còn chưa thể xác định, nhưng chuyện duy nhất có thể xác định là nếu tôi cho anh về Trùng Khánh, thứ đang đợi anh chỉ có súng đạn. Không về được. Không về được. Không về được thì cứ đi về phía trước. Anh xem, chúng ta đang ở bên ngoài Thanh Thành. Nếu muốn liên lạc với bên Trùng Khánh, không cần phải về Trùng Khánh, qua thẳng Thanh Thành đến Trường Trạch. Anh nói Trường Trạch có trạm liên lạc của quân thống mà. Chúng ta ở trạm liên lạc báo cho Tử Từ Xuyên biết mọi chuyện xảy ra ở đây, kêu họ tìm người đến giúp. Nếu tiện thì còn có thể mơ ra tên nội gián mà anh nói. Cười cái gì? Chính Bạch, chỉ dựa vào hai người chúng ta, đừng nói là Trường Trạch. Thanh Thành còn chưa được. Không phải anh đã mua chuộc Trương Phú Hải rồi sao? Anh muốn tìm Trương Phú Hải giùm tôi. Gặp được Trương Phú Hải, không phải sẽ gặp được Sa Đà Gia sao? Lần đầu tiên lúc tôi gặp anh đâu có thông minh giống như bây giờ. Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi cũng đâu có biết anh lại ngu đến vậy. Sao hả? Bây giờ tin tôi rồi phải không? Đúng là tôi không nhìn lầm. Anh là người làm việc lớn. Chính Bạch, tuy con người anh không thích đánh bài theo lẽ thường, sẽ khiến kẻ địch của anh rất khó đoán được chiêu trò của anh. Nhưng mà nếu anh khống chế tốt tính cách lập dị này của anh, cũng sẽ rất dễ đi làm được. Yên tâm đi. Cô biết không, lúc trước có một người cũng thông minh y như anh, tính của hắn cũng rất lập dị. Anh đã nói anh hả? Người này là Vạn Lý Nhai. Vạn Lý Nhai? Phải. Báo cáo chỉ huy, không tìm được Lão Mao. Phế vật. Giao. Thú vị thật. Không ngờ người bắn chết người phụ nữ đó lại không phải Lão Mao. Súng bắn tỉa 1891/30 do Liên Xô sản xuất. Người phụ nữ đó chắc bị bắn ở cự ly xa. Bận cả ngày trời, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Trương Anh, lập tức đi điều tra rốt cuộc là ai giành miếng ăn với chúng ta. Dạ. Phải cẩn thận người này. Hắn cũng không thích làm việc theo lẽ thường. Cuối cùng hắn đã đi đến bước đường bị người ta ghét bỏ, không thể quay đầu. Được. Đúng rồi. Cầm lấy cái này. Đây là kinh phí của hành động lần này. Dùng đó để tìm Trương Phú Hải. Hắn sẽ tìm người giùm anh. Biết rồi. Còn gì muốn căn dặn nữa không? Đúng rồi. Anh dùng cái này tìm một người tên La Gia Quốc. Nhớ kỹ, La Gia Quốc. Anh ấy sẽ giúp anh. Người này ở đâu tôi cũng không biết. Có lẽ đang ở chung với Sa Đà Gia. Người quen của anh toàn là người gì cũng vậy, đều là người có trách nhiệm. Tôi đi đây. Anh ở đây có ổn không? Không sao. Cũng không phải sinh ly tử biệt. Mau đi đi. Anh không muốn biết tôi giấu cái đường ở đâu hả? Đó là chuyện của anh. Tôi chỉ phụ trách thu dọn tàn cuộc. Đi đây. Hoa của cô nở cũng lâu thật đó. Cũng phải có người yêu thương chứ. Ông xem, ông lại nói đùa nữa. Có mỹ nhân như Hoa Như Ngọc ở bên cạnh mà không nhìn, lại đi tìm một bà lão như tôi. Ông có lộn không vậy? Xem chị nói kìa. Nếu như quay về 20 năm trước thì chị cũng là một mỹ nhân mà. Đều là mỹ nhân. Đều là mỹ nhân. Chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong rồi. Ông cứ yên tâm đi. Được lắm. Đi thôi. Hai mươi năm sau, cô còn không bằng cả ta.